Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink New nhé. Thông tin nữ ca sĩ Lisa Blackpink dương tính với SARS-CoV-2 khiến fan hâm mộ của giọng ca Money vô cùng sốc. Chiều nay 24 tháng 11, phía công ty quản lý của Lisa là YG Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo về việc nữ ca sĩ Lisa Blackpink đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều người để lại bình luận mong nữ ca sĩ sớm hồi phục và trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cùng thời điểm này, phía công ty quản lý YG cũng có những thông tin chia sẻ trước truyền thông Hàn Quốc. Ba thành viên còn lại của Blackpink vẫn chưa được xác định là có tiếp xúc gần, nhưng ngay sau khi Lisa được thông báo dương tính với SARS-CoV-2 thì cả ba thành viên đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR và hiện đang chờ kết quả. Theo thông tin mới nhất, hiện tại chỉ có một mình Rose phải hủy bỏ mọi lịch trình trước mắt và phải tự cách ly, nguyên nhân là bởi nữ ca sĩ đã tiếp xúc với một trường hợp F0 mắc COVID-19, chưa rõ có phải là Lisa hay không. Hiện giờ, fan hâm mộ đang lo lắng cho tình hình của Rose. Rất nhiều mong cô giữ gìn sức khỏe trong thời gian cách ly này, các thành viên còn lại của nhóm hiện đang chờ kết quả xét nghiệm, và nếu hai thành viên còn lại của nhóm là Jisoo và Jennie đều dương tính với COVID-19 thì buộc họ phải hủy toàn bộ lịch trình của mình sắp tới. Theo thông tin của công ty quản lý YG thì các thành viên còn lại của Blackpink vẫn chưa được xác định là có tiếp xúc gần Lisa, tuy nhiên, cộng đồng mạng mới đây phát hiện bức ảnh 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rose vừa được chính Jennie đăng vào ngày hôm qua 23 tháng 11, tức chỉ một ngày trước khi Lisa xác nhận mắc COVID-19, cả nhóm đã có buổi tụ tập vui vẻ, cùng nhau tạo dáng trước ống kính, Lisa chính là người cầm máy selfie, chính vì thế, nhiều người khẳng định việc các thành viên có tiếp xúc với Lisa là hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được YG xác nhận. Hồi hộp chờ tin Blackpink liệu lịch trình lễ trao giải ngày mai cùng BTS, Twice có bị hủy bỏ. Thông tin Lisa Blackpink nhiễm COVID-19 đang gây sốc cộng đồng Blink. Theo xác nhận của YG, Lisa xét nghiệm test nhanh dương tính với COVID-19 vào chiều 24 tháng 11. Ngay sau khi được thông báo kết quả, công ty đã tiến hành xét nghiệm PCR cho nữ idol và ba thành viên còn lại. Hiện tại Rose, Jisoo và Jennie đều đang tự cách ly, chờ kết quả và theo dõi tình hình, mới hôm qua thôi. Blackpink còn tụ tập cùng nhau đủ đội hình sau thời gian hoạt động cá nhân. Người hâm mộ cũng đang chờ đợi màn trình diễn của nhóm tại lễ trao giải WIB Indonesia K-pop Award vào ngày 25 tháng 11. Đây là chương trình được tổ chức bởi một nhãn hàng nước ngoài. Hội tụ dàn line-up khủng của K-pop bao gồm BTS, Twice, ITZY, aespa, NCT Dream, Treasure. Tuy nhiên, Lisa nhiễm COVID-19 ngay trước một ngày, ba thành viên còn lại cũng phải cách ly, nhóm chắc chắn phải hủy lịch trình. Trên mạng xã hội, bên cạnh những bình luận chúc Lisa sớm khỏi bệnh, các fan còn xôn xao về khả năng tham dự WIB Indonesia K-pop Award của Blackpink. Một số fan thất vọng khi Blackpink không thể có màn trình diễn, nhưng cũng có bình luận nói rằng đây là sân khấu ghi hình trước nên nhóm chắc chắn sẽ xuất hiện. Rầm rộ chuyện các thành viên nhóm mới của JYP bị tố đạo nhái tên của Blackpink, muốn tạo bản sao hay gì, không biết vô tình hay cố ý mà tên thành viên nhóm nữ mới của JYP có phần đụng hàng với ba mẫu Blackpink. Sau ITZY, JYP sắp sửa cho ra mắt nhóm nữ mới vào tháng 2 năm 2022, tuy nhiên, hiện tại, thông tin, hình ảnh cũng như một phần kỹ năng của các thành viên nhóm nữ này đã được tiết lộ qua rất nhiều sản phẩm cover được JYP đăng tải. Chốt sổ với đội hình 7 thành viên, tên gọi của một số người bất ngờ gây tranh cãi bởi sự trùng hợp đến bất ngờ so với tiền bối Blackpink. Trước tiên, hãy nhìn vào tên của 7 thành viên nhóm nữ nhà JYP, Lily, Haewon, B, Saliun, Kyujin, Jiu và Jinny, có đến 3 thành viên khiến fan K-pop liên tưởng đến Blackpink, Lily, Lisa, Jiu, Jisoo, Jinny, Jennie, vì đa số các chữ trong tên gần giống nhau nên khi phát âm nghe rất đụng hàng, đặc biệt hơn khi Lisa còn được gọi là Lily và có hẳn một kênh YouTube Lily Film. Tuy nhiên, các fan của nhóm tân binh nhà JYP lại phản bác rằng đây chỉ là sự trùng hợp vì nghệ danh của Jiu hay Lily đều là tên khai sinh của họ. Trong khi đó, Jinny tên thật là Choi Yunjin, và việc lấy nghệ danh Jinny cũng không có gì khó hiểu. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink New nhé!